Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền Vĩnh Long trưa nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Đại hội đại biểu Hội Người Tù Kháng Chiến tỉnh Vĩnh Long lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2013-2018. Nguyên nhân hiện tượng trắng lá lúa ở giai đoạn mạ vụ đông xuân. Tin trong nước, Chủ tịch nước gặp mặt các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Bình quân mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long có 2.000 người đi lao động nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí vui tươi chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và mừng xuân Ất Mùi 2015, sáng nay, Hội Người Tù Kháng Chiến tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2013-2018. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và gần 130 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.500 hội viên trong toàn tỉnh và dự đại hội. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ qua, Hội Người Tù Kháng Chiến tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện đạt và vượt 6 trên 6 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, hội đã tổ chức cho 100% cán bộ hội viên học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức được gần 1.500 buổi họp mặt truyền thống cho hơn 29.400 lượt hội viên tham dự, tổ chức sinh hoạt truyền thống cho hơn 506.000 lượt học sinh và thầy cô giáo. Thực hiện chính sách cho hội viên, các cấp hội cũng đã phối hợp các ngành giải quyết chế độ chính sách cho gần 1.000 hội viên, vận động được 82 căn nhà tình nghĩa đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Cũng qua phong trào tương trợ giúp nhau, hội đã giúp 27 hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Với chủ đề phát huy tinh thần kiên trung bất khuất, đoàn kết dân chủ, đổi mới, cần kiệm, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ đánh giá những ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh chi tiết về đại hội trong chương trình thời sự tối nay. Báo cáo tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2014 do Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long tổ chức hôm qua cho biết, nhiều chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là tổng thu ngân sách địa phương trên 233,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng một người một năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trên 11.362 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước trên 2.759 tỷ đồng. Thành phố đã giải ngân trên 99 tỷ đồng cho các công trình xây dựng, triển khai thi công hoàn thành 20 trên 41 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp để đạt kế hoạch năm 2015. Đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 15%, tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 10%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 30 triệu đồng một người một năm. Tai nạn giao thông giảm 10% trên cả 3 tiêu chí và xây dựng thành phố đạt 65% các tiêu chí đô thị loại 2. Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít cũng vừa tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2014, đồng thời phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015. Năm 2014, huyện Mang Thít thu ngân sách trên 392 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Chi ngân sách trên 349 tỷ đồng, đạt gần 110%. Nhìn chung, việc chi tiêu kinh phí trong phạm vi dự toán được giao, quản lý các khoản chi của các cơ quan đơn vị trong huyện đều đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Năm 2015, khối cơ quan nhà nước và khối sự nghiệp được phân bổ dự toán chi 149 tỷ 259 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, chi cho khối sự nghiệp gần 138 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận đóng góp ý kiến cho phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện, góp phần đảm bảo cho các đơn vị có kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt hơn. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức giải thể thao truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long năm 2014. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Giải năm nay có 2 môn thi đấu, gồm bóng chuyền nam và tennis, có 10 đội đến từ các đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Cơ quan Quân sự Công an của 8 huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành tỉnh. Đây là dịp để các cơ quan đơn vị quân sự công an, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh, sở ban ngành tỉnh có điều kiện gặp mặt, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời cũng qua đây rèn luyện thể dục thể thao theo tinh thần, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau nhiều lần nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Long Hồ đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang bà Lê Thị Kim Dung, 46 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, đang chữa bệnh trái quy định, xem bói và tổ chức cúng bái tại nhà. Mới đây, Công an huyện Long Hồ phối hợp với chính quyền địa phương đã đưa đối tượng Lê Thị Kim Dung ra kiểm điểm và giáo dục trước nhân dân vì hành vi sử dụng hình thức mê tín khi hành nghề. Bà Lê Thị Kim Dung đã hành nghề xem bói và chữa bệnh bằng mê tín dị đoan từ năm 2013. Mặc dù hình thức chữa bệnh này rất phản khoa học, nhưng vì sự cả tin mà có nhiều người đến đây chữa bệnh làm ảnh hưởng đến trật tự trị an khu vực. Dù nhiều lần được chính quyền địa phương và ngành chức năng nhắc nhở, nhưng bà Dung vẫn lén lút hoạt động. Tại buổi kiểm điểm, ngành chức năng huyện Long Hồ đã yêu cầu bà Dung phải chấm dứt hành vi hành nghề trái pháp luật. Được biết, trước đó, ngành chức năng huyện Long Hồ cũng đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Kim Dung về hành vi sử dụng hình thức mê tín khi hành nghề với số tiền 7,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Vĩnh Long liên tục giảm trong nhiều tháng qua. Riêng trong tháng 11 giảm 0,44% so với tháng trước. Nếu tính CPI bình quân trong 11 tháng năm 2014, chỉ tăng 3,65% so với bình quân cùng kỳ. Lạm phát thấp, người tiêu dùng hết sức phấn khởi, nhất là sau một thời gian giá cả liên tục leo thang. CPI trong tháng 11 giảm là điều tất yếu do liên tiếp diễn ra các đợt giảm giá xăng, dầu và giá ga, khiến giá nhóm giao thông giảm và tác động đến một số mặt hàng khác. Bên cạnh đó, do thời tiết, điều kiện canh tác thuận lợi, năng suất và sản lượng nông nghiệp tăng, nên phần lớn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm đều có xu hướng ổn định và giảm nhẹ. Giá cả nó có dịu chút xíu, gọi như là không có bình ổn, không có lên giá như là những lúc trước. Những mặt hàng giảm thì như là dầu ăn thì cũng có giảm, bột ngọt cũng có giảm chút đỉnh. Tính chung, chỉ số giá bình quân 11 tháng của 28 trên 32 nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu trong năm 2014 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ, nên làm cho CPI của tỉnh trong 11 tháng qua tăng thấp. Hàng lương thực thực phẩm thì trong đó thì chỉ số giá gần đây này có chiều hướng ổn định tương đối là tốt. Cái thứ hai là có một số hàng có là giảm, nhưng mà so với cùng kỳ là chỉ có tăng 1,9% thôi. Trong đó thì cái nhóm là thiết bị và đồ dùng gia đình đó là tăng chỉ có 1,46%. Cái nhóm nữa là dịch vụ y tế chỉ có tăng 0,51%. Thì đa số các nhóm về nếu như so cùng kỳ mình không phải nói là có tăng, nhưng mà tăng rất là nhẹ. CPI bình quân 11 tháng qua thấp cho thấy thành công của mục tiêu kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết 01 của chính phủ. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, hỗ trợ thị trường bằng việc hạ lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả đầu tư, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giá các mặt hàng thiết yếu, đầu vào được kiểm soát có hiệu quả, đồng thời phát triển mạnh mẽ hệ thống phân phối bán lẻ và thực hiện khuyến mãi lớn diện rộng của các nhà sản xuất, phân phối hàng hóa. Giá cả của hệ thống cấp mắc nói chung và cấp mắc Vĩnh Long nói riêng thì vẫn rất là bình ổn. Những cái mặt hàng nào nằm trong cái chương trình tri ân khách hàng hoặc là những cái chương trình khuyến mãi cảm năng mua sắm thì chúng tôi luôn luôn có một cái giá đặc biệt và giảm giá và kèm hàng khuyến mãi. Thực hiện theo cái nghị quyết 01 của chính phủ đối với các ngành các cấp thì phải nói là triển khai thực hiện rất là tốt các biện pháp ví dụ như kiềm chế lạm phát, rồi cái đối với các ngành liên quan như quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm soát thị trường, thì ổn định giá và niêm giá các cái ngoài thị trường. Dự báo cả năm á, trong năm 2014 theo dự báo khả năng là tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm rồi. Trong khi đó năm rồi chúng ta tăng tới gần 8%. Nhiều chuyên gia lo lắng CPI thấp mang lại e ngại về sức mua thị trường thấp. Tuy nhiên thực tế cho thấy trong 11 tháng năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Vĩnh Long đạt 28.360 tỷ đồng, tăng hơn 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ biến động giá, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng hơn 6,7%, vẫn cao hơn mức tăng của năm 2013, chỉ 4,9%. Theo quan điểm của lãnh đạo Bộ Tài chính, mức lạm phát cả năm 2014 khoảng 4% không đáng lo. Ngược lại là tín hiệu đáng mừng, sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh, người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại ở một số ruộng lúa đông xuân xuống giống vào con nước mùng 10 tháng 10 âm lịch vừa qua, xuất hiện tình trạng mạ non bị trắng lá với mực số cao bất thường. Nhiều nông dân không biết đây là hiện tượng gì nên rất lo lắng cho đồng ruộng của mình. Tình trạng này xuất hiện nhiều trên ruộng lúa ở các huyện Long Hồ, Tam Bình và Vũng Liêm với biểu hiện là cây lúa bị trắng lá, có thể là trắng một phần lá hay là trắng cả lá vào giai đoạn lúa khoảng từ 10 đến 15 ngày sau khi sạ, nhất là trên giống OM5451. Nông dân cho rằng đây là bệnh bạc lá lúa nên đã đến các đại lý thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt khuẩn về phun trị. Tuy nhiên, qua tham khảo ý kiến ngành nông nghiệp, được biết đây không phải là triệu chứng của bệnh hại nào trên lúa. Đây là cái tình trạng sinh lý tạm thời của cây lúa ở trong cái giai đoạn mạ, do cái gen mà nó điều khiển cái hình thành lục diệp tố đó thì nó quy định bởi tác động bởi cái yếu tố của môi trường, nhất là cái điều kiện thời tiết lạnh và cái điều kiện ruộng ngập nước. Theo chúng tôi thì đây không phải là cái bệnh. Chúng tôi đề nghị bà con nếu gặp trường hợp này thì nên tháo cạn bớt nước trong ruộng ra, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà con có thể phun một số cái dinh dưỡng vi lượng, trung vi lượng, nó có chứa nhiều canxi hoặc là kẽm, magie để giúp cho cây lúa có thể sớm được hình thành cái lục diệp tố. Còn nếu không thì bà con cũng nên tiến hành chăm sóc, bảo vệ ruộng lúa bình thường, không nên sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật ở đầu vụ, sẽ vừa tốn chi phí và vừa làm ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng đến các loài thiên địch. Ngày 16 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhân dịp đoàn về dự Đại hội đại biểu Hội nghệ sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 8 2014-2019 tại thủ đô Hà Nội. 57 năm sau ngày thành lập, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đội ngũ nghệ sĩ sân khấu không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao tinh quang nghề nghiệp, làm giàu nghệ thuật sân khấu nước nhà. Cùng với giữ gìn sân khấu truyền thống, các nghệ sĩ đã sáng tạo hàng trăm vở diễn phục vụ nhu cầu khán giả. Trên hành trình lao động và sáng tạo nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Chúc đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam thành công, Chủ tịch nước đánh giá cao những sản phẩm sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ sân khấu. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ, đặc biệt là những thế hệ đạo diễn, diễn viên trong các giai đoạn kháng chiến. Trong giai đoạn mới, vai trò và sứ mệnh của sân khấu ngày càng quan trọng, không chỉ trong bảo vệ chủ quyền mà cả xây dựng đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập, hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam đến quốc tế ngày càng được chú trọng. Qua các buổi trình diễn, các nghệ sĩ cần đóng vai trò cầu nối hữu nghị, giới thiệu tinh hoa, nét đẹp về văn học của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, cần có những nghiên cứu, đánh giá và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên để ứng phó với các tác động do thiên nhiên gây ra. Trung bình mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu từ 10 đến 15 cơn bão, lũ lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số. Để hạn chế những thiệt hại, giúp các địa phương chủ động ứng phó với những biến đổi khí hậu gây ra, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch Danida tổ chức nghiên cứu thủy tai và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Dự án còn xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia gồm các nhà khoa học cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và người dân ở cộng đồng dân cư để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai. Hệ thống là một bộ công cụ cung cấp trao đổi thông tin nhiều chiều, góp phần giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do các hiện tượng thủy tai đối với các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các địa phương trong cả nước. Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, tính trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 8.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Như vậy, bình quân mỗi năm toàn vùng có khoảng 2.000 người xuất khẩu lao động. So với số trung bình 88.500 lao động xuất khẩu mỗi năm của cả nước, thì con số ở đồng bằng sông Cửu Long còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 2,8%. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm chưa đạt 1% số người được giải quyết việc làm của vùng, trong khi tỷ lệ chung của cả nước là gần 6%. So với giai đoạn trước đây, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài của vùng giảm đi rõ rệt. Cụ thể, từ 5.200 lao động một năm giai đoạn 2006 đến 2008 xuống mức trung bình 2.000 lao động một năm giai đoạn 2011-2014. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu lao động của các tỉnh trong vùng không đồng đều. Trong khi kết quả chung đạt thấp,
thì một số tỉnh vẫn đưa được số lượng lao động đáng kể đi làm việc ở nước ngoài như Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Trà Vinh. Đặc biệt, trong đó có 3 tỉnh đưa được trên dưới 1.000 lao động xuất khẩu, gồm Vĩnh Long trên 1.800 người, Bến Tre trên 1.500 người và Sóc Trăng trên 900 người. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng với Moscow. Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào một trường học ở Pakistan và hôm qua, khiến hơn 260 người thương vong. Thủ tướng Anh cảnh báo nước này có nguy cơ đối mặt với các vụ tấn công tương tự như vụ bắt cóc con tin tại thành phố Sydney, Australia. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong một thông báo vào rạng sáng nay giờ Việt Nam, Nhà Trắng cho biết Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cấm vận mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine và dự luật này đang chờ Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Động thái này diễn ra giữa lúc Ngoại trưởng John Kerry đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng với Nga và thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng John Ernest cho biết nhiều khả năng Tổng thống Obama sẽ ký ban hành luật trừng phạt mới đối với Nga. Các lệnh cấm vận này sẽ nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow. Ngoài ra, dự luật này còn cho phép Tổng thống Obama quyền được hỗ trợ vũ khí sát thương và phi sát thương cho Ukraine. Giới phân tích cho rằng động thái trên của Washington có thể gây khó hiểu cho các đồng minh khi mà tối qua, trong chuyến thăm thủ đô London của Anh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng Nga đã có những động thái mang tính xây dựng hướng tới xoa dịu những căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Ông Kerry còn tuyên bố rằng Washington sẵn sàng giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Moscow nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục có những biện pháp giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các bên ở Ukraine đang tôn trọng lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ hôm 9 tháng 12. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ngày 16 tháng 12 là lần đầu tiên không có các cuộc tấn công, không có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, lực lượng đầu độc lập ở miền đông Ukraine cũng đã xác nhận lệnh ngừng bắn đang được tuân thủ và không có trường hợp thương vong nào xảy ra. Ngoài ra, lực lượng này cũng đang tiến hành các cuộc trao đổi liên lạc với quân đội Ukraine. Đêm qua về Việt Nam, nội các chính phủ Nga đã tiến hành cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về việc đồng nội tệ nước này tiếp tục trượt giá sâu, bất chấp Ngân hàng Trung ương Nga trước đó một ngày đã nâng lãi suất cơ bản từ 10,5% lên 17%. Trong ngày hôm qua, đồng rút Nga đã giảm hơn 11% giá trị so với đô la Mỹ. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Ulyukayev khẳng định tỷ giá đồng rút không phản ánh được tình hình kinh tế vĩ mô của nước Nga, ông nói. Dĩ nhiên, tỷ giá giao dịch tiền tệ không phản ánh được tình hình kinh tế vĩ mô. Nó chỉ phản ánh niềm tin của giới đầu tư khi tham gia thị trường. Chúng tôi sẽ đặt ra những mục tiêu đáng tin cậy hơn để lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư. Cũng đêm qua, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Pháp France 24, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này sẽ không bao giờ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và sẽ hồi phục mạnh mẽ bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông cũng bác bỏ khả năng sụp đổ của đồng rúp. Trong một diễn biến mới nhất, tại cuộc họp báo sáng nay ở Nhà Trắng, người đứng đầu Hội đồng Tư vấn Kinh tế cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Jason Furman, nhận định rằng việc đồng rúp Nga trượt giá mạnh cho thấy kinh tế Nga đang rất khó khăn. Tuy nhiên, ông Furman cho rằng ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với kinh tế Nga vẫn rất hạn chế, vì giá trị xuất khẩu từ Mỹ sang Nga chỉ chiếm 0,1% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cùng nhiều chính khách trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu của Taliban nhằm vào một trường học tại thành phố Peshawar, Pakistan vào hôm qua, khiến ít nhất 141 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương, trong đó phần lớn là học sinh. Phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã gọi vụ tấn công trên là hành động khủng bố hèn hạ khi tấn công những trẻ em không được bảo vệ trong lúc các em đang học. Ông nêu rõ, không gì có thể biện minh cho hành động tàn bạo như vậy và không gì có thể bào chữa cho nỗi kinh hoàng này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng hành động khủng bố trên đang làm cả thế giới giận dữ và bàng hoàng, đồng thời cho rằng những kẻ thủ ác phải được đưa ra xét xử.
Chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa Bình 2014, Malala Yousafzai, đã bày tỏ đau lòng trước hành vi khủng bố tàn ác và không thể tha thứ ở quê nhà Pakistan. Cô gái 17 tuổi từng bị Taliban sát hại này cũng kêu gọi thế giới tăng cường cuộc chiến chống khủng bố để tất cả trẻ em đều có thể đến trường an toàn. Liên quan đến vụ tấn công trên, tối qua, cảnh sát Pakistan thông báo đã tiêu diệt toàn bộ 9 tay súng Taliban tiến hành vụ tấn công. Theo cảnh sát, các tay súng này đã không đưa ra yêu cầu gì và ra tay sát hại trẻ em ngay khi chúng lọt vào ngôi trường, trong lúc có khoảng 500 học sinh và giáo viên đang có mặt. Đây được xem là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan. Thủ tướng Nawaz Sharif đã tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tấn công trên. Nước Anh đang đối mặt với các cuộc tấn công tương tự như vụ bắt giữ con tin tại Australia hôm 15 tháng 12 vừa qua. Đây là phát biểu do Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra 2 ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc kéo dài 16 giờ đồng hồ tại trung tâm thành phố Sydney của Australia, khiến 2 người thiệt mạng. Phát biểu trước các nhà làm luật Anh vào đêm qua, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh: "Chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa ngày càng rõ ràng hơn. Các vụ tấn công đơn lẻ sẽ bất ngờ xảy ra ở bất cứ thời điểm nào. Nhiều người đã bị cực đoan quá bằng con đường Internet và họ sẽ làm nhiều điều rất khủng khiếp. Những hành động bộc phát như thế thường rất khó ngăn chặn." Kể từ tháng 8 vừa qua, chính phủ Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ 2, đồng thời cho rằng nước này đang đối mặt với nguy cơ khủng bố cao chưa từng có do có nhiều người Anh bị cực đoan quá trở về nước sau khi tới tham chiến tại Iraq và Syria. Liên quan đến Manharan Moniz, kẻ đã thực hiện vụ bắt cóc tại Australia, giới chức Iran hôm qua cho biết, Harun Moniz từng bị truy nã hồi năm 2000 với cáo buộc tham nhũng tại nước này. Tehran cũng từng yêu cầu dẫn độ Harun Moniz về nước, song Australia đã từ chối yêu cầu đó. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Cựu thống đốc bang Florida của Mỹ, ông Jeb Bush, tối qua tuyên bố trên Facebook rằng có khả năng ông sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo tuyên bố trên, ông Jeb Bush sẽ là ứng cử viên đầu tiên của phe Cộng hòa trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng trong 2 năm tới. Ông Jeb Bush là em trai của cựu tổng thống Mỹ George Bush. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha hôm qua cho biết, cảnh sát nước này đã tiến hành một cuộc đột kích và bắt giữ 7 đối tượng tình nghi đang cố gắng tuyển mộ phụ nữ tới Syria và Iraq để phục vụ cho các phiến quân nhà nước Hồi giáo IS. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia châu Âu đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với tình trạng cực đoan quá trong cộng đồng người Hồi giáo, cũng như ngăn chặn những người này trở thành các chiến binh tại Iraq và Syria. Đêm qua giờ Việt Nam, sau hơn một ngày truy tìm, cảnh sát hạng Montgomery, bang Pennsylvania, Mỹ, thông báo đã tìm thấy thi thể của kẻ tình nghi nổ súng giết vợ và 5 người thân hôm 15 tháng 12. Cảnh sát cho biết, nghi phạm Bradley Williamston đã dùng dao tự sát trong một khu rừng ở ngoại ô. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 12, tại hạt Montgomery, ngoại ô thành phố Philadelphia, cựu lính thủy đánh bộ này đã nổ súng tại 3 địa điểm, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và một người khác bị thương. Các nhà nghiên cứu Brazil đêm qua thông báo, họ vừa phát hiện một loại siêu vi khuẩn ở vùng biển sẽ diễn ra các môn thi đấu dưới nước trong khuôn khổ Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Loại siêu vi khuẩn này thường có trong nước thải bệnh viện và sinh ra một enzyme có khả năng kháng lại thuốc kháng sinh. Thông tin mới này đang làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn sức khỏe cho các vận động viên tham gia thi đấu tại Rio de Janeiro. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA mới đây thông báo, tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của họ đã phát hiện ra khí methane trong bầu khí quyển và một số chất hữu cơ trong đất của hành tinh đỏ. Phát hiện trên củng cố thêm giả thuyết rằng hành tinh giống trái đất nhất trong hệ mặt trời này từng có môi trường thích hợp cho sự sống tồn tại. Argentina hôm nay đã thắt chặt an ninh tại thành phố Paraná, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 47 của khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur bắt đầu vào tối nay. Hội nghị lần này của khối Mercosur hướng đến việc mở rộng tự do thương mại giữa các nước Nam Mỹ trong bối cảnh các nước trong khu vực thường có những bất đồng về chính trị và thương mại của khối. Hiện tại, ngoại trưởng của nhiều nước thành viên đã đến thành phố Paraná để khởi động các cuộc đàm phán mậu dịch trước thềm hội nghị. Ngoại trưởng nước chủ nhà Hector Timmerman bày tỏ kỳ vọng thông qua hội nghị lần này, Mercosur sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước trong khối, mở rộng hợp tác với các nước ngoài khối và tạo thêm nhiều việc làm cho khu vực. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc ký kết thỏa thuận tự do thương mại giữa Mercosur với Liên minh châu Âu. Trong khi đó, nhiều cuộc tuần hành đang diễn ra tại Argentina kêu gọi các nhà lãnh đạo Mercosur quan tâm đến việc cải thiện đời sống người dân và bảo vệ môi trường nhiều hơn, thay vì chỉ chú trọng phát triển kinh tế.
Cơ quan thống kê quốc gia Anh ONS đêm qua cho biết tỷ lệ lạm phát ở Anh trong tháng 11 năm 2014 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm trở lại đây do giá nhiên liệu và thực phẩm đều giảm mạnh. Theo số liệu của ONS, tỷ lệ lạm phát ở Anh đã giảm từ mức 1,3% trong tháng 10 năm 2014 xuống còn 1% trong tháng 11 năm 2014. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2002. Các chuyên gia kinh tế nhận định tỷ lệ lạm phát ở nước này sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới và xuống mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã đề ra. ONS cho biết giá thực phẩm và giá nhiên liệu tăng luôn là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao. Song trong tháng 11 vừa qua, giá nhiên liệu giảm tới 5,9% do giá dầu thế giới giảm sâu, trong khi giá thực phẩm cũng giảm 1,7%. Hồi tháng trước, BOE đã cảnh báo tỷ lệ lạm phát có thể giảm xuống dưới ngưỡng 1% trong vòng 6 tháng tới. Với dự báo này, ít có khả năng BOE tăng lãi suất cơ bản, vốn được duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,5% từ tháng 3 năm 2009. Tỷ lệ lạm phát ở Anh liên tục giảm đang gây lo ngại cho các nhà đầu tư về việc nước này cũng sẽ phải vật lộn để chống giảm phát như khu vực sử dụng đồng euro. Rạng sáng nay giờ Việt Nam, một tòa án ở Mỹ đã ra phán quyết công ty Apple của Mỹ không vi phạm luật chống độc quyền đối với thị trường nhạc số trên các thiết bị công nghệ của Apple. Dù kiện kéo dài từ năm 2006, khi khách hàng khiếu kiện Apple sử dụng hệ thống DRM ngăn chặn người dùng không thể sử dụng nhạc số mua từ ứng dụng iTunes trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy nghe nhạc iPod hay các thiết bị khác của Apple. Một tòa án ở bang California đã đưa ra phán quyết có lợi cho Apple trong vụ kiện, với nguyên đơn là gần 8 triệu khách hàng mua máy nghe nhạc iPod từ năm 2006 đến năm 2009 và hơn 500 nhà bán lẻ sản phẩm này. Trong phiên tòa, Apple cho biết bản cập nhật phần mềm DRM chỉ nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của người dùng iPod, trong khi bên nguyên đơn cho rằng hành động trên là sự độc quyền trong kinh doanh nhạc số của Apple và buộc khách hàng phải chi nhiều tiền hơn nếu muốn nghe nhạc trên iPod của mình. Theo kết luận của bồi thẩm đoàn, những cải tiến của Apple là hợp pháp. Theo đó, một công ty không thể bị xem là vi phạm luật chống độc quyền nếu như sự cải tiến của một sản phẩm mang tới những lợi ích tốt hơn cho khách hàng. Nếu thua trong vụ kiện này, Apple phải bồi thường cho các bị hại 350 triệu đô la. Nhưng con số này sẽ tăng gấp 3 lần nếu công ty thực sự vi phạm luật chống độc quyền. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vĩnh Long trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.